Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. À, quý vị nhớ người niệm Phật có tâm mà cầu sanh cực lạc, dù mình ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không buồn và không cô đơn. Nhớ nghe. Tại vì mình có thế giới cực lạc để mình về, mà mình có cha lành A Di Đà Phật, nên không có cô đơn. Tại vì mình niệm Phật mình thấy cái cõi đời này giả tạm, có đó là mắt đó, thì cái có của mình cũng nghĩ được nó sẽ mất thôi. Nó không mắc sớm cũng mắc muộn thôi, thấy không? Rồi con người thì trẻ già nó theo quy luật tự nhiên rồi. Thường con người bị cô đơn là thấy mình bị mất mát hoặc là bị bỏ rơi. Nhưng mình thì mình biết cái cõi đời này nó giả tạm rồi, dù cho có đến với nhau nhiệt tình cỡ nào thì một ngày nào cũng xa nhau, cái việc này là dĩ nhiên 100%. Vậy vì thấy rằng chúng ta sống ở cõi này, xã hội càng phát triển thì chúng ta thấy con người càng giả nhiều. Vì công nhận quý vị, tâm giả. Mà lẽ là cái tâm giả thì cái gì? Thân giả. Mà quý vị thấy cái xã hội phát triển, càng phát triển phải là thân giả nhiều quý vị. Mang bản thân này rất nhiều thứ giả. Mà đã là giả nhiều thì nó làm sao? Có nhiều tác dụng phụ. Cái gì cũng vậy, cái gì cũng nhiều thứ giả thì nó sẽ có tác dụng phụ nhiều thì thôi. Nên con người bây giờ chúng ta thường cái gì cũng vội vàng và gấp gáp, giống như vội vàng gấp gáp thành công. Đây là đa phần con người bây giờ chúng ta là vội vàng gấp gáp thành công. Giống như Ấn Tổ thì nói câu là mới cái lúa mà muốn gặt lúa, mới cấy lúa mà muốn gặt lúa, giống muốn nhanh đến mức gì đó quý vị. Nên Đức Phật chỉ chúng ta thờ một pháp này, niệm Phật là cái pháp môn nhanh nhất rồi, nhanh nhất cho mình tu rồi đó. Còn nếu như những pháp khác là thôi mình chịu thua đi, bỏ cuộc và chạy trốn á. Nên cái người niệm Phật phải nhớ kỹ là bản thân của mình trong mọi hoàn cảnh mình không có cô đơn. Cái người mà thật sự cầu sanh cực lạc là không có cô đơn. Còn cái người mà tuy niệm Phật cũng nói tôi sanh muốn sanh cực lạc, nhưng mà bị bỏ rơi, bị mất mát mà buồn cô đơn là chưa thật sự, chưa thật sự mình muốn sanh cực lạc. Hồi nãy như Đức coi công đoạn mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, mà khi ngày thời điểm đó cũng lớn tuổi, ngài cũng sắp sửa giảng sanh, ngài nói một câu rằng tất cả những người biết tôi sau này khi tôi ra đi, quý vị chỉ cần thấy tôi hãy nhớ cố gắng niệm Phật. Quê hương cực lạc là chỗ chúng ta đi về, và chúng ta sẽ gặp nhau ở Tây Phương cực lạc. Đó là quê hương bình yên nhất của chúng ta. Ngày thời điểm đó sắp sửa giảng sanh là lớn tuổi lắm rồi, nói câu vậy đó. Sau này tôi ra đi rồi, bất cứ ai thấy tôi hãy nhớ niệm A Di Đà Phật. Ngài nói vậy đó. Thì giờ những đức cũng nhiệt liệt khuyên quý vị niệm Phật. Một ngày nào chúng ta không gặp nhau trong cuộc đời này thì cũng nhớ niệm A Di Đà Phật. Tại vì mục tiêu mình muốn sanh cực lạc quý vị. Thật sự mình muốn sanh về thế giới Tây Phương cực lạc. Nên mười mấy năm gặp Pháp Môn Tịnh Độ của những đức là những đức biết được chút thì khuyên ta một chút, biết được nhiều một chút nữa thì khuyên ta nhiều một chút nữa. Khi mà cảm giác Tịnh Độ thù thắng lợi ích thì càng khuyên được nhiều người. Thì như Đức mong quý vị cũng vậy. Dạy người ta lễ Phật, dạy người ta niệm Phật. Tại vì mình hành trì sao mình dạy người ta gì? Tại mình làm được lợi ích, mình dạy người ta được lợi ích. Mỗi một con người giúp được một con người là thấy quý lắm quý vị. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày có một câu nói rằng là thờ thế nhiều kiếp nạn, quý vị thấy. Phải là mỗi năm nhiều kiếp nạn không? Như quý vị thấy năm nay nạn rất là nhiều. Và năm ngoái chúng ta thấy
thấy dịp mùa xuân Tết nhất là thấy hơi buồn. Buồn gì? Làm ăn vất vả khó khăn, không kiếm được tiền. Và chúng ta thấy năm nay chắc cũng là một mùa xuân cũng không được vui nhiều đâu. Tại vì người ta làm ăn cũng khó khăn. Nào là bão tố đủ thứ kiếp nạn đến, làm ăn khó khăn vất vả. Trong cái thời điểm này mà, thời điểm mà gọi là cũng lay quay tới Tết rồi, thời điểm này mà trồng hoa màu đồ, mai đồ, hoa đồ là mưa thời điểm trễ này là tiêu hết, mưa là hư hết. Thấy đó là cái gọi là cuộc sống nhân sinh càng ngày càng vất vả. Nên Hòa Thượng Tịnh Không người nói câu rằng là thờ thế nhiều kiếp nạn, làm sao để tránh được những kiếp nạn này, nên niệm Phật lễ Phật. Dù ở trong đại kiếp nạn có cộng nghiệp thì chúng ta cũng còn có con đường đi, đó là cầu sanh cực lạc. Nếu như thọ mạng mình còn thì mình thoát nạn, nếu thọ mạng mình hết thì mình được Phật A Di Đà tiếp dẫn giáng sanh. Ngài nói như thế nào mới có thể tiêu tai giải nạn? Niệm Phật, niệm Phật. Ngài khuyên gì đó? Thì những đức thấy rằng là chúng ta có cái đạo tràng không chung này rất là hay, từng nhà rất là tiện tu. Tại vì không tu thì thôi, chứ từng nhà thì rất là tiện tu. Mà trong cái cõi này thì bất cứ cái gì nó cũng có trở ngại hết quý vị. Cái đạo tràng trên không chung lâu lâu nó cũng rớt mạng rồi, như hồi nãy lên trễ nó rớt mạng. Nên là sóng gió mà quý vị, bão tố mà gió mát mà trên không chung mà. Còn những lúc máy bay người ta có định vị hết mà lâu lâu người ta còn quản chuyến bay, thấy không? Hoặc là đường bay này có bão, có gió nhiều, bay hướng bay khác, thấy không? Đã bay hướng bay khác thì phải trễ thời gian, đúng không? Vậy thì đạo tràng không chung cũng Iran vậy, lâu lâu cũng rớt được chút đỉnh. Nên từ nơi đó mà chúng ta bây giờ quá tiện lợi rồi, tại gia đình luôn có thời khóa tu luôn, tại nhà là một ngôi chùa nhỏ luôn, không tu nữa thì thôi tôi tu. Chứ giờ sao giờ quý vị? Nên phải siêng năng quý vị ơi. Khi chúng ta mà kiếp nạn mà xảy ra hoặc là thọ mạng mà đến với mình á, thì lúc đó bản thân mình rất hối hận vì lúc bình thường mình không siêng năng niệm Phật tu tập. Khi mình tại nơi mình tu hành đó đó, có những lúc quý vị cũng gặp trở ngại, không dễ đâu nghe, bị rắc rối á. Nhưng yên tâm đi, rồi mọi việc cũng sẽ qua thôi. Mỗi người chúng ta nó có cái nghiệp khác nhau, nghiệp nặng, nghiệp nhẹ. Nên giống như mỗi người, mỗi nghiệp, mỗi nhà, mỗi cảnh mà, phải không? Ở trong cái hoàn cảnh nào tu hoàn cảnh ấy. Trong cái thuận duyên thì hãy nhắc mình là cẩn thận ở chừng mình dính mắc, mình cũng không ra khỏi cái lục đạo luân hồi này. Còn trong cái nghịch cảnh thì có chừng nhắc mình là sân si. Mà lỡ sân si rồi thì quay lại cố gắng niệm Phật, vì mình khó giữ được tâm. Cái tác động mạnh quý vị, cái tác động mà chúng ta thường hỏi câu tại sao, hoặc là tôi có lỗi làm gì mà chửi mắng la tôi, tôi tu mà la tôi gì đó. Mình thường nói câu vậy đó là bản thân mình nghĩ mình đúng. Tại sao người ta lại nói mình, ta lại la mình đúng mà, nên mình tức. Nhưng mà cái đúng của mình hiện tại, nhưng mà cái sai của mình nhiều đời nhiều kiếp, mình cũng trở ngại người ta vậy đó. Đời kiếp nào người ta niệm Phật mình lỡ mình chửi người ta, mình xô đẩy người ta, mình la gầy người ta. Bây giờ đến lúc mình niệm Phật thì người ta lỡ người ta làm gì, mới nói là trong cái cõi đời này niệm Phật vì sao nhiều đời nhiều kiếp mà bây giờ chưa giáng sanh? Vì chúng ta não hại người ta, hại người ta nên ta nghịch mình lại. Mình giết chúng sanh nữa, nó cặn tư nghiệp nó nghịch mình lại. Đó. Nên bây giờ mình thấy cái quả mình sanh cái làm sao thì cái nhân mình đã gieo vậy. Còn bây giờ mình gieo cái nhân làm sao thì cái quả nó sanh vậy. Trong lục đạo luân hồi này nó quay vòng hoài vậy đó. Nên bây giờ mình sâu sắc nhất của Phật Pháp là gì? Mình coi cái quả hiện tại mình gặp làm sao, thì mình phan hay nói câu tại sao hoặc là trách người. Mình thấy cái quả mình hiện tại sanh sao là mình biết cái nhân mình đã tạo gì.
Còn bây giờ đời này mình gieo cái nhân sao thì mình biết cái quả sanh ngay vậy. Một chút tơ hào cũng không sai chút nào chứ. Còn nếu như mình muốn sanh cực lạc thì mình vui giả đi, ngon vui giả đi. Chư tổ sư, chư Phật Bồ Tát cũng đều y rang vậy hết. Các ngài đều vui giả. Còn chưa vui giả được thì các ngài phải gầy dựng để vui giả được. Các ngài chưa làm được điều đó thì các ngài phải tiếp tục bằng nghe pháp, tiếp tục để mà nhận thức sâu sắc. Các ngài hỏi các ngài là thật sự muốn giảng sanh không? Muốn, muốn thì phải trả, muốn thì phải vui giả. Nên cái người niệm Phật giảng sanh của mình mà thật sự luôn thì giống như mình sống trong cuộc đời này mình đi ngược dòng nước. Nếu nói ra giống kẻ ngu khùng bá trợn gì sao á, nhưng mà không phải vậy. Tại vì mình có con đường nó khác người ta quá. Nó có nhiều người mà nói thế giới cực lạc, nói cái gì thế, cực lạc gì, cực lạc gì, đúng không? Nhưng mà mình thì mình muốn sanh như cực lạc, nên bản thân mình phải chịu vui giả hết. Không, mình vui mình giả, quý vị sẽ thấy quý vị không có thiệt thòi. Mà khi vui giả rồi quý vị sẽ thấy rất là tự tại. Mà khi vui giả rồi quý vị còn có cơ hội độ người ta, giúp người ta. Có mấy người, tại vì hồi đó tới giờ những đức ở chùa lâu, người ta quý mến những đức. Có những người người ta nhắn tin, người ta hỏi bây giờ thầy ở đâu, con gửi tiền cho thầy xài, gửi đồ cho thầy ăn. Rồi có những người thì hỏi bây giờ muốn cúng dường nuôi cái cụ già đưa cho ai. Bây giờ nhà đức tới hồi này họ hỏi nhà đức những điều đó, tại vì từ đó tới giờ đa phần Phật tử người ta biết những đức và người ta đều là qua lại những đức những việc đó rất là nhiều, vì người ta thấy mình lo cho các cụ nhiệt tình. Thấy không? Quý vị nhớ là quý vị có được điều kiện, quý vị muốn tu phước duyên thì quý vị một là mua gạo, mua đồ chay á, đồ ăn chay á, sườn hay này kia rồi đó, tại vì các cụ vẫn còn ăn, nhớ không? Thì mình mua mình đem lại chùa mình cúng dường cho cụ ăn. Còn nếu như quý vị muốn cúng về tiền bạc đó, thì quý vị gặp cái người nào quản chúng mà nuôi các cụ đó, người nào quản chúng, ví dụ như bên Hộ Pháp thì những đại, bên Đại Tùng Lâm thì những lăng, bên Đạo Tràng Ba thì những quan, quý vị đưa trực tiếp cho quý thầy quản chúng, quý thầy lo cho các cụ thôi, xong trách nhiệm của mình. Còn riêng những đức thì nó không còn trách nhiệm đó nữa. Hay bị hỏi như đức chỉ gì đó, thật sự một câu mình chỉ người ta thôi, mình cũng có phước nữa. Tại vì mình không có chặn cái gì cúng dường của người ta, quý vị. Người ta muốn làm việc thiện mà. Còn riêng những đức thì hiện tại những đức có cơm ăn áo bằng rồi, đủ, đủ sống để tu hành. Chừng nào thiếu xin quý vị, chừng nào thiếu thì tôi báo cho hai chồng Trần Lâm, Liên Phúc đồ biết. Lúc này tôi đang khổ thiếu thốn. Thấy không? Nó hay đào mương rồi đó. Nên bác bà đào đào mương. Đào hương chú anh. Thấy không? Đó, lúc nào tôi thiếu, thiếu ăn thì tôi báo cho. Bây giờ thì có cơm ăn áo bạn rồi. Biết đủ thường vui vậy ơi. Thấy không? Bây giờ những điểm chùa thì quý thầy cũng chia nhau mà lo. Các cụ vẫn ở đó mà. Nên đối với người già thì cũng khổ tội nghiệp. Giờ già rồi. Ngày xưa mình là con quạ còn bay được. Bây giờ tránh cái chữ đó quý vị. Bây giờ nói quạ. Mình là con quạ còn bay được. Bây giờ con quạ chủ lũi hết bay nổi. Bây giờ được đậu ở đâu là mừng ở đó. Hiểu chưa? Bây giờ già rồi thì mấy bà già tội lắm quý vị ơi. Thật sự bây giờ vì nuôi mấy bà thì bị nói sao bà nghe vậy thôi, bà đâu có giáo hóa gì. Ai nuôi mấy bà thì bà theo rồi đó thôi. Giờ bà già bây giờ bà biết chọn đâu, bây giờ bay ở đâu bây giờ quý vị. Tội lắm. Nhưng mỗi ngày chỉ cần có cơm ăn áo bằng là được niệm Phật là quý lắm rồi. Bây giờ lôi ra nói cái gì, nói nhiều nói ít gì cũng phải cố gắng gục gặt ngồi đó mà nghe. Nhưng đức nói vì biết nói ít thì mấy bà già còn lợi ích, còn nói nhiều quá mấy bà già vẫn hết lợi ích luôn, tại vì bà đó đơ à. Thật sự sau này mình già mình sẽ biết quý vị á,
Mình còn trẻ thì nó còn tiếp nhận nổi, chứ mà già rồi mà bắt mà ngồi đó mà khai tối ngày giết cái thật sự giết đơn luôn, nó thật sự luôn á, nó còn bỏ vô nó còn nặng thêm nữa. Cứ cho bà lên chánh điện bà niệm Phật đi, cứ cho bà niệm Phật hoài đi, bà niệm giết nó có lợi hết à. Tại vì bà không có biết gì nhiều nữa, bà niệm và giết bà nhớ Phật trong gì chân á, nó lợi ích. Trẻ như mình đây mà quý vị mà tạp rồi còn khó dạy mà đừng nói chi. Trẻ như mình mà thử tạp đi, độ mình khó lắm á. Ta vừa nói cái gì là mình nói biết rồi, biết rồi, biết rồi, nhưng mà nó không hành. Cái quan trọng là bạn có hành gì hay không nè. Hiểu không? Này mới là cái quan trọng. Nói bà già tội nghiệp lắm. Nuôi bà già cũng được lợi thế là ngay gì? Quý vị nếu tập giảng pháp thì bị cái lôi bà già ra bị giảng ngày đêm gì cũng về. Bà ngồi đó. Còn bà mỏi quá thì bà nằm tại chỗ bà ngủ chứ bà không dám đi về. Tại bây giờ bà già mình nuôi bà, bây giờ bà ngồi đâu, bà ngồi đó chứ sao giờ quý vị. Nhưng mà cái đặc biệt của mình, người già mình phải thương yêu họ. À, thương yêu họ bằng cả tấm lòng của mình đi, không có thiếu thốn gì đâu. À, già rồi, bây giờ ăn bữa nay ngày mai biết còn sống để ăn không thôi. Coi hỏi bà thèm cái gì, tìm hiểu, lo cho bà đi. Đó cũng là tu duyên tu phước, mình về cực lạc mình trở lại mình độ bà nữa. Bây giờ mà bắt ép bà giảng sanh thì cũng không được, cái chú chuối non mà bắt chín thì cũng không có ngọt chút nào. Cái gì nó cũng có cái quy lực nhân quả của nó hết quý vị ơi. Thấy không? Quý vị có tâm nhưng mà quý vị phải có cái tầm nhìn nữa thì nó mới được, chứ có tâm không cũng chưa được đâu. Có tâm phải có tầm. Nó, những đức nuôi các cụ mười mấy năm rồi, thật sự nó tâm tầm những đức nó nhìn hết trơn à. Biết hết. Nó nên hãy lo cái tâm tu của mình, đời này mình giảng sanh đi. Tối ngày đi muốn người ta giảng sanh mà coi chừng mình đi về Tây Ninh á, mình không về cực lạc á. Rất là nhiều người bị cái bệnh là chúng ta muốn người khác giảng sanh mà quên bản thân mình dụng công tu tập đó. Hết sức là cẩn thận ở chỗ này thì bị cái bệnh này nhiều lắm á. Không giỡn chơi đâu nghe quý vị. Nên các cụ già mình nuôi mình thương quá lắm. À, mong mà quý vị biết qua những đức. Lâu lâu quý vị ghé ngang thăm các cụ. Thích nhất đến quý vị nếu ở xa gì không đến được thì mua chút bánh, chút gì đó gửi cho các cụ, người chút chút chút. Ví dụ như có những người người ta muốn cúng dường những đức thì như bữa đó gặp cô đó, cô nói con có số tiền con cúng dường cho thầy. Những đức nói bây giờ những đức có mấy anh em à, ăn uống nó cũng không có gì, thôi bây giờ cái số tiền này cô đem lại chùa, cô chia cái làm ba chùa, bây giờ ba chùa nó phân ra hết để là tự mà sống, nên cô chia cho bên hộ pháp một phần, cô chia cho đại tùng lâm một phần, cô chia cho đạo tràng ba một phần, chia ba phần ra cho quý thầy lo cho các cụ nha. Còn ghi những đức có mấy anh em có cơm ăn à, không sao đó, như đó là rõ ràng 100%. Chắc cô này đang ngồi đây nè, nó đang ngồi đây đó. Ừ, nói gì đó để nó nói gì nó lan can nhiều người, dù ở xa mình chưa đi đến chùa được nhưng chùa vẫn nuôi người già. Thôi kệ tội nghiệp các cụ già, cũng là nuôi các cụ thì mình thấy mình có khả năng làm được, không miễn cưỡng gì hết, đó là tùy duyên thôi. Không một câu nói mình thì cũng kết duyên với chúng sanh. Đừng bao giờ mang một cái tâm mà không vừa lòng rồi chặn luôn con đường người khác, khổ cho chúng sanh. Nha. Ngày xưa ông vua thích chinh phạt, xử lý nhiều đất nước khác. Ông chỉ biết đi chinh phạt và để giành lãnh thổ thôi. Nhưng ông không biết được gian đen khổ chết mồ, đúng không? Nếu ông có được tâm từ bi một chút thì ông sẽ biết hòa giải để cái lớp dưới nó được bình an, nó đang chờ đợi ngày đó dữ lắm quý vị, hiểu không? Nên con người mình làm cha làm mẹ làm lãnh đạo gì cũng vậy, phải suy nghĩ tới người dưới họ hưởng cái bình an, đó là cái tuyệt vời nhất. Con người thì ai cũng có cái sai, nhưng dùng cái đức để mà tha thứ cho họ thì họ còn khi còn giỏi hơn, hiểu không? Ai cũng có cái sai, bản thân mình hỏi lại mình coi mình có sai không. Nếu ngày xưa mình sai mà không ai tha thứ cho mình làm sao có ngày hôm nay quý vị, hiểu chưa? Nên đó là cái mà con người dùng đức để phục người quan trọng. Vì nhớ nha, một gia đình mà xào xáo chia rẽ là gia đình này lụng bại, một đoàn thể mà như vậy thì đoàn thể lụng bại, một đất nước mà không đoàn kết thì đất nước này không thịnh vượng. Hãy nhìn từ đó mà phát triển một đoàn thể. Tại sao thờ người ta đoàn thể phát triển? Vì quy nhất và đoàn kết.
quy nhất lại thành một, mình nhiếp tình lo lắng. Khi cắt ra thì giống như người cha dạy con, mấy đứa con cầm ra một bó đũa, đứa nào bẻ gãy bó đũa này tao thưởng tiền cho. Không đứa nào bẻ gãy. Người cha nói rằng nếu con muốn bẻ gãy bó đũa này thì phải rút ra từng chiếc mà bẻ. Người cha ý muốn nói rằng nếu các con biết đoàn kết thì gia đạo tài sản của ta để lại sẽ thịnh vượng. Nếu các con giành giật và chia rẽ thì cũng như rút từng bó đũa ra mà bẻ gãy cả bó đũa này. Một cơn ngơ tạo ra. Cái quan trọng bản thân mình sẽ chết đi thôi, nhưng cái quan trọng là tạo ra một người có tâm huyết và quy nhất đoàn kết lại thì trở thành một lực lượng mạnh để giữ được cơ ngơ. Không có nhất thời được đâu quý vị ơi, chứ không phải rằng chúng ta sống hoài đâu mà chúng ta muốn giữ cơ ngơ, hiểu không? Con người ai cũng sẽ buông tay thôi. Như bản thân những đức khi buông tay, những đức rất là nhẹ nhàng là buông thôi. Giờ những đức cũng tu tập quý vị, nên Phật pháp nó có những lý luận gần xa, chúng ta nên nhận thức khỏi cần phải biện luận. Gần xa tại gia đình mình, gần xa tại đoàn thể của mình, mở rộng nữa thì phạm vi xa hơn nữa. Nên từ nơi đó mọi người nên có góc độ sâu sắc. Nên cái đoàn kết thương yêu là một cái đạo từ bi của Phật dạy. Hãy sống như vậy đi thì chúng ta sẽ có cái bình an và hạnh phúc quý vị. Chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau Cực Lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.